Hàng trăm nghìn quân đào ngũ, Ukraine đối mặt tình thế khó khăn. Hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine đào ngũ trong bối cảnh quân đội Nga đang tấn công mạnh mẽ trên chiến trường, buộc Tổng thống Ukraine ra sắc lệnh nhanh chóng huy động 160.000 quân lấp chỗ trống. Tuy nhiên, những tân binh này được huấn luyện với thời gian rút ngắn kỷ lục và đưa ra ngay chiến trường. Kết quả là họ nhanh chóng bị tổn thất. Đằng sau những vấn đề nghiêm trọng này là sự quản lý hỗn loạn, sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần chiến đấu của binh lính những sai lầm lập đi lập lại trong chỉ huy và nỗi sợ hãi tột độ về cái chết tất cả những điều đó nói lên những khó khăn tột cùng của quân đội ukraine hiện nay trong nội bộ quân đội ukraine vấn đề đào ngũ giống như một đám cháy rừng đang hoành hành càng ngày càng dữ dội ngay cả các chính trị gia ukraine cũng phải thừa nhận rằng quân đội ukraine đang mắc kẹt trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan kép về đạo đức và tâm lý cuộc khủng hoảng này khiến nhiều binh sĩ phải bỏ trận địa chạy trốn khỏi tiền tuyến để sinh tồn bà Anna Skorokhod, thành viên Quốc hội Ukraine, thẳng thừng tuyên bố hơn 100.000 binh sĩ quân đội Ukraine đã đào ngũ. Bà tiết lộ rằng gốc rễ của những vấn đề này nằm ở việc quản lý kém. Nhiều sĩ quan đã đưa ra những quyết định chiến thuật sai lầm trên chiến trường, khiến tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ bị suy giảm rất nhiều. Phản ứng của binh sĩ Ukraine trước việc bị buộc phải huy động cũng được thảo luận. Nhiều binh sĩ vốn có kỹ năng chuyên môn không liên quan gì đến chiến đấu. Họ thiếu huấn luyện quân sự nhưng phải chiến đấu trong chiến hào tỷ lệ tử vong cực cao khiến binh lính muốn rút lui. Họ cảm thấy cuộc xung đột này chắc chắn sẽ thất bại và không còn chỗ để phục hồi. Những người lính Ukraine nghi ngờ năng lực chỉ huy của cấp trên. Hiện nay, chỉ có khoảng 10-15% binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến là có tinh thần chiến đấu cao. Điều này cho thấy những người lính được đưa ra tiền tuyến chứa đầy sự tiêu cực và bất mãn. Họ biết họ đang chiến đấu dưới quyền những chỉ huy hèn nhát và những chính trị gia tham nhũng, Basko Rokot bất lực nói điều quan trọng hơn là sự thiếu ý chí chiến đấu của bộ đội người dân ukraine bình thường đã mất niềm tin vào việc hy sinh mạng sống của mình cho đất nước họ tin rằng việc chiến đấu cho chế độ tham nhũng mới là vô ích vì hy vọng chiến thắng trước người nga gần như mong manh